Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với channel Mỹ Trình Realtor. Thì bây giờ Mỹ sẽ walk through cái căn nhà phía sau lưng của Mỹ là nằm trên đường Manly ở thuộc về thành phố là San Gabriel. Chỗ đoạn này á là nó nằm gần đường Valley với đường Delma. Zip code là 91776. Thì nhà này á là đang lên thị trường á là một ngày. Đây là cái khu vực hot location của thành phố San Gabriel ha. Thì bây giờ để Mỹ quay khung cảnh phía trước của căn nhà này. Đây là phía trước của căn nhà. Đường đó là đường Valley. Cái building này đang xây nè, cho commercial, retail, với là residential ở trên luôn á. Đây là phía trước căn nhà. Thì căn nhà này nó nằm sát dách với cái building này luôn. Đây là con đường rất là thuận tiện, chống chạy thoáng sạch sẽ luôn. Thì nhà này là có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.550 square feet luôn. Xây vào năm 1941, đất là 6.937 square feet. Thì bề ngang của miếng đất là 50 feet, là chuẩn của những căn nhà trong thành phố là San Gabriel hay Rosemead rồi. Chiều sâu là 137 feet. Thì cái gây này là xe chạy vô đằng sau gara, hai xe gara nó đi thoát xuống trong căn nhà ha. Phía trước căn nhà là có mái hiên nữa nè. Nhà này thì bên ngoài họ sơn màu trắng hết rồi. Mở cửa vào thì đây là phòng living room. Cửa sổ window là double panel hết rồi, tông màu là màu trắng hết nha. Ceiling cũng màu trắng luôn. Dưới sàn là vinyl. Khi bước vào bên đây thì mình sẽ thấy là former dining room, rồi đó là kitchen. Nhìn về ra phía trước căn nhà luôn ha. Thì sơ lược lướt qua chỗ này là kitchen, phía sau lưng đó là một phòng ngủ, tới đây là phòng tắm, và sau lưng cái bức tường này mình đi ra đằng sau là hai ngủ một tắm. Thì bây giờ là mình coi là cái nhà bếp đi. Đây nhà bếp, gỗ là gỗ xưa luôn này ha, theo countertop luôn, pin này nó bằng sành xưa luôn nè. Không có dấu hiệu leaking ha. Fan có hố mấy hố trên luôn rồi. Pantry. Máy giặt ở đây, máy giặt máy sấy là ở đây ha. Cửa này mình ra đằng sau, mình qua bên hông cái driveway. Bây giờ là qua đây là mình vô cái phòng ngủ đầu tiên này. Thì trong phòng ngủ là floor là bằng vinyl luôn. Màu nước sơn ở tường với ceiling là màu trắng luôn ha. Không có reset light ha. Sliding door closets luôn. Mấy cái này là cabinet thôi. Đây là nhà tắm gồng thênh thang luôn. Hai cái sink. Cái này new vanity luôn ha. Nhà tắm đứng luôn nữa nè. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này cái điều bất tiện của căn nhà này cái phòng ngủ bự master là đằng sau. Thì để đi ra đằng sau phòng master là mình phải đi ngang cái phòng ngủ này nè. Vị trí là cái phòng này một là con nhỏ, hai là phòng này để làm việc. Chứ nếu như mà có một người lớn tuổi mà ngủ phòng này thì đi ra đi vô cũng bất tiện, đúng không? Closet luôn không? Đó, để đi ra đằng sau đây. Thì đi ra đằng sau đây cái cửa đó, thấy không? Là mình đi ra đằng sau bác gia ha.
Đây cái cửa này của phòng master nè, mình gọi là master đi ha. Đây. Sàn á là bằng lá bên này. Cái này lá bên này thay lâu rồi. Ok. Bathroom này á có nhà tắm đứng nè, có toilet nè, có sink nè, vanity á. Thì cái vanity này á là vanity cũ rồi ha. Ok. Cửa thì cửa sliding. Đây. Sliding door, ok, closet đó là cabinet đó, okay. Thì cái size của cái room này á, mình có thể để king size được hết, à ha, một hướng hai hướng đều được hết nha. Okay. Mà bắt lại cái nữa là phía trên này á là vẫn còn popcorn ở trên ceiling, okay. A window air condition ha. Đây, bây giờ mình ra đằng sau bát gia nè. À, thấy không? Cái đoạn đó đó là cái driveway mình chạy vô cái gara hai xe detach ha. Đây nè, rồi, chủ nhà họ chám xi măng hết chân rồi. À, có khoảng không gian này á, là mình sinh hoạt gia đình nè ha, barbecue ăn uống làm tiệc tùng cũng được. À, có khoảng không gian để mình trồng cây, trồng quá, trồng rau cải cũng được nữa. Thật sự á, sau này á, mình nếu mà mình về á, là cái gara này á, mình xin phép với city làm ADU á, thì mà cái việc mà xin phép làm ADU á, thì là mình nên check với city để coi requirement có được hay không ha. Đó. Thì cái giá đòi hỏi của căn nhà này á, cho 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.550 square feet á, đang đòi hỏi là 1.095.000. À, 1.095.000 thôi. À, tại đây là thành phố là San Gabriel cho nên cái giá nó cao hơn những thành phố khác, even á, là nó cao hơn thành phố là Rosemith nữa. À, thì cái nhà này á, bề ngang là chỉ có 50 feet, chiều sâu á là 137 feet, à, diện tích miếng đất á là gần 7.000 square feet, mà với gara nó nằm tách rời với cái căn nhà mà với vị trí này sau lưng gara rồi ha, bên hông rồi đó có khoảng trống, à, mình có thể xin ADU 2 phòng ngủ 1 phòng tắm. À, thì cái đó, đó là hả cô chú anh chị và các bạn nên check với city requirement như thế nào ha. Và nếu như mà muốn xem chi tiết hay là muốn walking vô trong căn nhà này á thì có thể liên lạc Mỹ số điện thoại là 626 297 7474, 626 297 7474. Mỹ xin chào và tạm biệt. Bye bye.